toàn cầu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực trong đời sống loài người và xã hội, đặc biệt là giáo dục. Với sự chuyển mình nhanh chóng từ hình thức trực tiếp sang lớp học trực tuyến đã đặt ra một thách thức lớn đối với cả người dạy lẫn người học. Học sinh, sinh viên dường như mất đi động lực và niềm vui học tập khi tình trạng học online kéo dài. Tuy nhiên, một hiện tượng TikTok mới nổi mang làn gió độc đáo đến với toàn bộ thế giới số trong đủ loại lĩnh vực. Đặc biệt, về lĩnh vực giáo dục với hashtag Learn on TikTok của Việt Nam, người dùng hoàn toàn có thể tiếp cận và trau dồi kho tàng kiến thức tiếng Anh thú vị độc đáo với những đoạn video ngắn. Chính vì vậy, nhận thức được sự bức bối và khó khăn trong việc học online cũng như là tiềm năng khai thác TikTok như một công cụ cho micro learning, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu hành động với mong muốn tìm hiểu về tính hiệu quả của TikTok trong việc giảng dạy tiếng Anh, cụ thể là giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh cùng TikTok, xu hướng lớp học trực tuyến theo hình thức micro learning ở bậc đại học. Hành trình nghiên cứu chập chững từ những bước đi đầu tiên, từ việc lên ý tưởng đề tài, cùng nhau học trực tuyến, cùng nhau thức đêm để tìm tài liệu, để phân tích số liệu, để lên kế hoạch ban đầu, đầu ra, đầu vào, mô hình trong 15 tuần thử nghiệm. Không chỉ dừng lại ở đó, hành trình thực sự tiến đến những giai đoạn khó khăn khi nhóm chúng tôi vừa tham gia kỳ thi cuối kỳ kết thúc học phần, vừa chuẩn bị video TikTok, đăng bài thông báo trong nhóm lớp, nhận xét thành phẩm của các bạn sinh viên thử nghiệm mô hình, cùng nhau phân tích kết quả thu được và viết báo cáo khoa học toàn văn. Và sau hành trình gần 4 tháng với bao nỗ lực miệt mài, đam mê cháy bỏng và hy vọng tràn đầy, xin mời mọi người tin ngưỡng thành quả của chúng tôi. Hello, yeah, and we made it here, so busy. Oh my god, that is so nice. Oh my god, that's how that one million people. So I want you to be happy. Do you want it? I saw that. Hey, man.